Vâng, Cao Phong xin chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Tiếp tục trong video hôm nay, điện tử Cao Phong lại giới thiệu và cung cấp đến các bác những chiếc âm ly, vâng, hay còn gọi là đẩy liền vang, vang liền công suất, hàng bãi Nhật xịn, chạy hai dòng điện, một dòng điện 100 và một điện 220 bằng công tắc gạt ở phía đằng sau. Nhưng mà tất cả chúng ta đang dùng là dùng thông thường là điện 220, nên là em đang để ở điện 220 bình thường cho các bác. Còn bác nào muốn dùng điện 110 thì 100 thì các bác chuyển bằng công tắc phía đằng sau. Hàng bãi Nhật xịn, bót sen, hai mã các bác nhá. Hai mã, mã thứ nhất là SH7100 và mã thứ hai ký hiệu là SH7600. Nhưng mà tất cả các chế độ cũng như là công suất là như nhau, nó chỉ khác cái, mỗi cái mã ghi thôi. Còn toàn bộ mặt trước, trong nội thất đều chạy bằng 12 sò Toshiba, 12 sò Nhật các bác nhá. Rất là khỏe. Con này đánh cho các bác hai cặp full bass 25. Đấy, hoặc là đánh một cặp full 40 hoặc một cặp full 30. Tức là trong cái ngưỡng phạm vi các bác có thể đánh liền lúc là hai cặp full bass 25 hoặc là một cặp 40 hoặc là một cặp 30, là công suất nó đảm bảo cho các bác. Và tiếng echo vang nhại của nó rất là hay. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp những chiếc mic vào các cái ngõ mic này là các bác hát karaoke không cần bất kỳ một thiết bị nào như là vang lọc, là chất âm của nó đã rất hay và cái đường echo vang nhại của con âm bi này nó rất là hay nha các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm mic vào đây và kết nối ra loa là các bác vặn volume âm lượng là các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke luôn. Tiếng mic cực kỳ hay, tiếng nhạc sạch sẽ và khỏe, chạy 12 sò. Vâng, hai chiếc này là tất cả các chế độ cấu hình nội ngoại thất là như nhau, nó chỉ khác mỗi cái số ghi thôi các bác, lưu ý các bác nhé. Nên là các bác có thể lấy con một con SH7600 hoặc là con SH7100 là đều như nhau và bằng tiền nhau và cái chất lượng của nó như nhau, không khác gì nhau, chỉ có khác là cái số ghi, nó kiểu như dạng cái số lô, số này là ra cái lô này là 7100, lô này là lô 7600, còn chất lượng như nhau và công suất như nhau, tất cả các tính năng là như nhau đó. Đây, sở hữu cho mình một cái mặt tiền size 3U rất là dày đẹp. Đấy, và mặt phay nhôm dày đen rất là đẹp luôn. Các chế độ ở mặt đằng trước thì Cao Phong giới thiệu sơ qua cho các bác này, hai volume to này là volume tổng của Nhìn Music này, và đây là volume tổng của đường mic. Đây là các chế độ ba lăng cân loa tăng giảm tiếng chép của Music và tăng giảm tiếng bass của Music, chế độ tăng giảm chép bass của mic, các ngõ mic, ba ngõ mic phía trước và hai ngõ mic phía sau. Đây là nút chọn chống hú và không chống hú, tức là con này nó có cả chế độ chống hú rất là hay. Đây là volume tổng echo. Đây là các nút chọn ngõ vào VCD, DVD, AUX, BGM. Đấy, và con này nó có chế độ low note các bác nhé, low note và chế độ tự động rất hiện đại luôn. Còn đây là cái nút tinh chỉnh bằng tu vít, delay, repeat, bass, chép của đường echo, công tắc và tắt nguồn, một đèn SH7600 và 7100. Cấu hình như nhau, tất cả tính năng như nhau, không khác gì nhau các bác nhé. Đó, boss sen, hàng boss sen rất là chất lượng. Và đây là các cái nút chọn giai điệu, tức là tăng thăng trầm, nhưng mà thường thường nó ở mặc định ở cái nút này ở giữa này, các bác bật nguồn lên là nó ở mặc định này. Còn nút này là các bác chọn này, nó thăng trầm khác nhau. Đây nút này như gần như các bác không dùng đến, đây các bác ấn ở nút giữa này, đó là cái nút này là nút phổ biến thường dùng. Đây là phía đằng trước mặt phay nhôm, đó rất là đẹp. Con này nguyên bản gốc gác của nó có remote nhưng mà bây giờ nó mất rồi, lâu rồi không có hàng bãi về, nó đẹp xuất sắc, nguyên zin về máy móc, chạy 12 sò các bác nhá, 12 sò Nhật Toshiba, sò to Toshiba đấy. Đấy, công suất rất là khỏe, mặt tiền đẹp, hát karaoke và nghe rất là hay. Và đặc biệt nó có hai cái tai này các bác nhìn, hai cái tai này hai bên này thì các bác có thể tháo ra lắp vào tùy các bác nhé. Đấy, cái tai này bắt ốc ở phía sườn này, như để cái tai này rất là đẹp. Đấy, hai cái tai nó rất là đẹp luôn, nó hầm hố nhìn rất là đẹp, đẳng cấp. Các bác tháo ra thì thường thường nó nhỏ, nó gọn thì các bác chỉ để những cái lọc nhỏ nhỏ vào thì ấy thôi, chứ bình thường các bác dùng những con lọc mà size của nó lớn, bác để cái tai rất là đẹp, tai nó hầm hố hai bên. Đó, boss sen, đây là mặt tiền, nắp rất là đẹp, các bác nhìn tất cả máy móc đẹp cực kỳ luôn. Còn đây là thông số phía sau, em quay về phía sau các bác nhé. Đây là tất cả các đường vào như là vừa em giới thiệu này, VCD này, DVD, AUX này, tức là các bác có thể kết nối nhiều thiết bị liền lúc. Hai ngõ mic phía sau, tổng là 5 ngõ mic. Đây các đường cắm loa, kết nối loa rất là nhiều nha các bác nhé. Quạt gió này, đây các cầu chữ U này. Đấy, có cả các cái cấu hình
đây là gì, video in này, đường video, video in. Đây các bạn nhìn này, cái này nó công tắc gạt điện 110 ở đây, nhưng nó mất cái lẫy gạt rồi. Đây này, các bạn nhìn này, cái chân này gạt điện 110 này. Điện 100, tức là điện 220 điện 100 nó mờ rồi các bạn nhé. Đây make in Japan này. Đấy, chữ bây giờ mờ rồi. Chữ Japan mờ rồi này. Đấy, còn nhìn rõ chữ Japan này các bạn nhìn này. Đó. Hàng bãi Nhật xịn luôn. Đó rất là hay, chất âm của con này cực kỳ hay đấy, phía sau. Rất là hiện đại các bạn, có cầu chữ U, năm ngõ mic tất cả. Mặt bay nhô. Tiếng mic của con này thì cực kỳ hay, em hướng với các bác tiếng của nó thì dòng vang số chấp hết các loại vang số luôn. Tiếng mic của nó rất hay. Bossen SH 7100 và 7600, hai ký hiệu khác nhau thôi. Ký hiệu số 7600 và 7100 thôi, nhưng mà tất cả tính năng, công suất, nội ngoại thất như nhau, 100% không khác nhau một chút nào luôn. Đó, rất là đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc âm ly Bossen chạy 12 sò Nhật Toshiba, chất âm hay, công suất khỏe, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong. Hàng vừa về các bác nhé. Vừa mấy hôm trước em về được một con 7200 thì em đã bán ngay rồi. Thì tiếp tục hôm nay em lại về được hai chiếc là 7100 và 7600. Tức là cái mã của nó thôi, chứ còn nó đều là 12 sò, chạy 12 sò Nhật. Hãy lưu ý cho các bác, nhiều khi các bác cứ phải được con này mới cứ con kia, có nghĩa là nó cứ đẹp. Tất cả hai con này trong tình trạng đẹp, xuất sắc, nguyên zin. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Em nhích volume lên nhé để thẩm âm cùng các bác.